Hello, teacher. Good evening. Good evening, all the class. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Long time no see. Xem nào. Good evening. Good evening. Yes, got it. Ôi, lâu lắm rồi không gặp các bạn ở xem nào. Here we go. Nào, tuần vừa rồi có gì kể hay cô nào đầu tuần là đi học nào tuần này ôn thi vất vả quá. Cô kể cho. Cô nó có. Con nó có hả? Chúng mình chắc bây giờ chỉ bàn được cái thi rồi. Ôn thi was enough, right? Tình hình thi cử thế nào rồi? Rồi. Good evening. Hello, teacher. Ở trường của cô là các bạn biết sai rồi nhỉ? Okay. Ở trường cô là tuần sau mới thi, học sinh của trường cô là tuần sau mới thi. Còn các bạn ở Vin School thì là 2 tuần nữa. Con ở Trường Sơn chả thi. Con thi rồi nào, con thi rồi nào. Ngày mai con thi, ui, con 10 điểm toán. 10 điểm toán rồi. Chúc mừng Hân nha. Quá giỏi. Tay nghe mới đẹp thế. Tay nghe mới đẹp thế. Mình nó. Đâu con xem là con xem một loạt là các bạn nhớ để tên nhá. Các bạn nhớ tên đầy đủ. Khang à? Khang lần này để mỗi tên Khang. Phạm Thanh Thảo, Hương Giang, Khánh Ngân. Okay. Nào con thi 3 buổi. Thế bạn nào thi xong rồi là bạn nào chưa thi thì comment cho cô nào. Chưa thi. Nước Khang mới mọc tóc. Hôm nay con chưa thi, thứ 6 con mới thi cô. Đó, đúng rồi. Thế bao giờ nghỉ hè nhở? Sắp nghỉ hè rồi. Yeah, welcome summer, right? Dạ. Sắp nữa là con được nghỉ hè cô. Nghỉ hè sớm vậy sao nhỉ? Nghỉ hè sớm vậy nhở? Tháng 7 con nghỉ hè. Thứ 4 tuần sau con mới thi đó. Thì như cô ấy có chia sẻ con là thứ 6 tuần sau con mới thi. Ôi. Dạ. Cô có sách xếp hạng. Cô gì? Cô sách lớp 2. Sách lớp 2 á? Mới mua sách lớp 2 á? Là biết cơ cô biết là biết ý. Con có sách xếp hạng. Cô có dạy hè không? That's based on the students. Bởi vì nếu mà lớp mình có đông thì mình mới có duy trì được chứ. Đúng nào? Các bạn bởi vì lần này các bạn bận ôn thi quá, cứ trước buổi học xong bắt đầu là cô Ngọc ơi con xin phép nghỉ, hôm nay con ôn thi, mai con chi, thế là rồi là tuần sau con chi đó, hoặc là chị con dùng máy để chị con ôn chi, thế là sau này các bạn không có máy để học luôn, rất là thiệt làm con thi đó, con thi rồi đó. Nào sao toán 10 em tiếng Việt 10 đây cô xem là bạn Nguyễn Khánh Trang là xem là các bạn bà có thi cử cho cô xem nào. Con hơi run Ngân á. Ngân sao mày lại run? Sao Ngân lại run nhỉ? Ngân học giỏi mà. Cô có dạy hè không? Có thể là có. Em sắp thi rồi ạ. Con thi tiếng Việt 10 điểm. Các bạn cố gắng nha. Lớp cô Ngọc cho xem là ví dụ của sau báo cáo tình hình là cô mong là toàn điểm 90 nhá. Hello teacher. Yes, good evening. Nào, wow. Bây giờ cũng đã đến giờ học rồi nhá, được chưa nhỉ? Đến giờ học rồi thì cô sẽ tạm thời là mình sẽ nào nhỉ? Tắt mic được không? Good evening, good evening. Ôi dạ. Dạ cô nghe Thảo. Nào, chút nữa thì mình tâm sự sau nhá. Còn bây giờ là đến giờ học rồi chưa? Theo thường lệ thì cứ thứ hai là mình sẽ học về lý thuyết và các cái từ vựng thuộc trong cái chương trình starters để cho các bạn ôn, cũng như là những bạn nào mà chưa có từ vựng nhiều thì các bạn có thể cập nhật từ vựng nhanh, đúng không? Ngoài ra thì sang đến buổi thứ tư thì cũng như theo thường lệ là chúng mình sẽ học về phần phonics, có nghĩa là về phần đọc, phần phát âm á, phát âm tiếng Anh, làm sao để cho các bạn có thể là có cái khả năng đọc tiếng Anh mà có thể là nhìn vào từ đấy các bạn đọc luôn mà giống như kiểu đánh vần tiếng Việt ý. Đấy là có 2 buổi. Hôm nay chúng mình là thứ hai, chúng mình sẽ học gì nhỉ? Đúng rồi. Hôm nay thứ hai chúng mình sẽ học gì nhỉ? Mình sẽ học lý thuyết hay là mình học nói? Con thi tiếng Anh được 10 điểm. Wow. Con thi tất cả đều 10. Cô hy vọng rằng là từ hôm nay cho đến hết tuần sau nữa, đúng không nhỉ? Các bạn các bạn thi cử xong rồi, các bạn sẽ có những cái báo cáo điểm số cho cô, cũng như là có những cái thành tích có thể chia sẻ cho các bạn trên nhóm nhá, được không nhỉ? Right, and now we move on to the lesson today. Look at the board. Can you see the screen now? Here we go. Con 10 điểm tiếng Anh. À, lý thuyết. Chính sau này mình sẽ học lý thuyết. Now, today we will start it about food and drink. Do you know about the meaning of food and drink? Con tải được app rồi. À, thế tải được Khan Academy chưa? Tải được rồi đúng không? Ok. Apple. Okay, I know that this is an apple, but now I want to focus on the word here about the word food and drink. So now, can you tell me what does food mean? The food là gì nhỉ? What does food mean? Ah, Thanh Mai said is đồ ăn. Okay, đồ ăn. Right, that's a food and là gì? Và đúng không? Drink. What does it mean? Drink. Drink. Đồ uống. Oh, thank you Ngọc Hân. Chính xác, đồ uống. Mình có chủ đề ngày hôm nay mình sẽ học về đồ ăn và đồ uống. Right. Okay, now so. We have food and drink. And the first word today I want to teach you is about an apple. Apple. Okay, who? Play on my drawing. Here we go. Apple. Apple. P. P. Apple. Right? Apple. Right. Oh, who is drawing on the board? Các bạn nhớ nha, apple, quả táo, được không nhỉ? Apple. Nào, mà các bạn nào đã biết viết từ này rồi, dành cho những bạn chưa biết viết thì mình sẽ đánh vần nhá. A P P L E. Apple. Apple. Ngoài ra thì mình có tiếp theo nhỉ, ngoài quả táo ra thì mình có quả gì nhỉ? Ôn lại một chút nhá, mình có gì nhỉ? Banana. A banana. Yes. Mình có banana, right? B-A-N-A-N-A. Yeah, this is banana. Nếu các bạn đã biết đọc và biết viết từ banana, các bạn comment cho cô nào. Yes, good job, is a banana. Okay, move on, banana. Nào, các bạn viết lên comment cho cô nào. Ah, just B-A-N-A-N-A, right? Chứ không có double N ở giữa đâu nha. Banana. Banana. À, nhiều bạn đọc là banana hay là banana gì đấy, không biết nha. Nhưng mà banana, right. I know, okay. The next one. Vâng, thank you Minh Kiệt. Nào. What's this? Beans. À, beans, right. Beans. À, mình có apple rồi này, mình có banana, mình có beans. Hạt đậu chưa? Right. Nếu mà các bạn đã biết cách viết cũng như biết cách đọc thì các bạn comment cho cô nhá. Beans. Beans. Những hạt đậu chưa nhỉ? Beans. We have the spelling of this word. B E A N S. Beans. B E A N S. Beans. Và những bé nào mà những bé của cô nha mà chưa biết viết từ này hay là mình chưa biết từ này bao giờ thì mình nhớ dở quyển sổ ghi bài của cô Ngọc ra để ghi bài vào nhá, và vẽ những hạt đậu xinh xinh vào vở nhá. Right. Beans. Beans. À, bây giờ trong lúc mà mình học thì cô xin mời gọi một bạn để đọc cái từ này xem nào. Bạn đọc giống như ý nào. Banana. Beans. Yes. Từ đầu nào. Apple. Banana. Beans. Thank you Đặng Ngọc Như Ý nha. Thank you so much. Right. Bạn Đặng Ngọc Như Ý đã nhớ được 3 từ rồi. Tiếp tục là mình sẽ đi đến 3 loại bánh nha. bread. À, mình có bánh bread. 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 Các bạn luyện đọc theo nào. Bread. Nào, nếu mà các dành cho những bạn mà khó đọc nhé, thì mình có thể áp dụng cái cách đọc ở trong Khan Academy hôm trước cô dạy đúng không? B. B. Đúng không? EA đọc là E. D. Bread. Bread. Mình đọc là bread. Right? Bread. Bread. Br. Br. Bread. Dành cho những bạn hơi khó đọc đúng không? Cô biết là sẽ có những bạn mà hơi khó đọc cái blending của chữ, của âm B và âm R. Đúng chưa nhỉ? Br. Bread. 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 Right? Good job. Bạn nào đã biết cách đọc rồi các bạn comment icon hoặc là comment từ cho cô nhé, để cô biết là bạn nào đã biết cách đọc rồi nha. À, mình có bánh mì rồi. Bánh mì thức ăn chủ yếu của những bạn mà đi học muộn, đi học trễ đúng không nào? Next one we have a burger. Right? Burger. 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 Oh, dành cho những bé mà chưa biết cách viết thì mình sẽ đánh vần như nào ta? B U R G E R. Burger. Burger nào. Burger là một loại bánh mà có hai miếng bánh tròn này kẹp ở giữa, là gồm salad này, cà rốt này, phô mai và một lát thịt bò bằm nhưng mà đóng khuôn thành khuôn tròn ấy, hoặc là burger gà thì có thể là một miếng gà, ức gà ở giữa này. Đó, đây là bánh burger. Thì các bạn nhìn cái đúng rồi, burger, bánh kẹp thịt. À, thế cái bánh kẹp thịt này trông giống cái bánh gì của Việt Nam nhỉ? Việt Nam cũng có một cái loại burger Vietnamese burger đó. À, Việt Nam có bánh mì kẹp ấy đúng không? Bánh mì kẹp pate xong rồi cho thịt vào cũng giống đúng không? Nhưng mà của Việt Nam là bánh gì nhỉ? Ba mi, bánh mì luôn, bánh mì nhỉ? Rồi bánh mì kẹp thịt đấy. Nhưng mà Việt Nam ngon hơn hay là burger ngon hơn? Bánh mì Việt Nam ngon hơn hay burger ngon hơn à? Cho một cái nhận xét nào. Rồi. Okay, next one. We have. Rồi ai cũng công nhận là bánh mì Việt Nam, bánh mì pate ngon hơn. Ok, next one nào, bây giờ tiến ra một cái loại bánh ngọt ơi là ngọt, ngon ơi là ngon, đó là bánh cake. Cake. Đây là bánh ngọt, bánh gato nhá. Bánh bông lan xong mình phủ kem lên trên mình gọi là bà cake. Cake. Cả cake. Now one more time. Nào cách đọc nào, cách đọc đơn giản thôi các bạn nhìn nhá, có âm đúng không? E. Đó, cái âm E này thì là câm thì mình bỏ đi, được chưa? E. Cake. 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 Right, bánh ngọt là các bạn luyện theo nào. E. Cake. Cake. One more time. Mình phải biết cách đánh vần, cách đọc nha. Chứ ví dụ thường thường là các bạn, bây giờ các bạn nhìn từ đúng không? Các bạn hãy nhớ bằng âm thanh đi. Nào, có âm k, âm e, k. Right, bỏ chữ e đi, trong lúc đọc thì chữ e cầm giờ nhỉ. Cake. Cake. Egg. Cake. Cake. Right, good job. Nào các bạn luyện theo nha, không là không biết đâu. Bởi vì như nào nhỉ, các con có thắc mắc là các bạn tại sao các bạn lại nhiều bạn ở miền núi ấy, các bạn lại có thể là nhớ từ tiếng Anh thế trong khi các bạn không biết viết. Tại vì các bạn nhớ bằng âm thanh, các bạn không nhớ bằng chữ đâu. Đấy, cái này chỉ là cô ôn lại cho các bạn bởi vì là các bạn đã học rồi thôi. Và sau mình học những từ, mình học âm thanh nhiều hơn để nhớ từ nhá. Right, next one. À rồi, trước khi đến từ tiếp theo thì cô mời một bạn đọc 3 từ liên quan đến các loại bánh ở đây nào. Who can? Ôi, cô thấy Ngọc Hân được 10 điểm tiếng Anh này, có nên gọi không? Nào Ngọc Hân nào. Hello teacher. Yes, good evening Ngọc Hân. So can you read out loud 3 words here about bread? Bread. Bread. Burger. Cake. Good job. Thank you. Lần này Ngọc Hân đã sau một thời gian học rất là trau chuốt mình, và bây giờ Ngọc Hân đã có thể đọc nối các cái phụ âm với nhau này, gọi là blending này. Và Ngọc Hân thì không bao giờ bỏ bất cứ một cái âm đuôi nào cả, một cái ending sound nào cả, ví dụ bread hay là burger hay là cake đều bạn được bạn phát âm rất là rõ, rất là tốt. Rất là cảm ơn Ngọc Hân nhá. Tiếp tục nào, we have. Việt Nam có mượn cái từ này gọi là cái củ cà rốt. Thế thì bên trong tiếng Anh người ta đọc như nào? Who can? Do you know about this word? Bạn nào đọc được từ này cho cô nào? Who can? Nào, An Nhiên lớp 2A, lớp 2 trên 2 là carrot. Carrot, right? Carrot. Good job. Nào bây giờ nếu mà chia vần ra để đánh vần cho các em thì con sẽ đánh vần như nào nào? Ô, bị mất âm rồi. Đây cô mở lại cho con nhá. C A O T. Okay, this is why, this is how we write out these words by letters. Đây là cách mà chúng mình có thể viết bằng letters, bằng chữ cái. Nhưng mà giả dụ như cô không cho con nhìn chữ cái mà cô chỉ đọc thôi, con có viết được ra từ đó không? Ok, nếu mà để viết được ra từ đó thì cô hướng dẫn con nha. Car, từ car đúng không? Carrot, see. R car, right? Còn có âm tiếp theo là gì? Rot, đúng không? Rot, carrot. Đây là thường nếu mà đọc âm tiết ra thì nó là carrot, ấy. Carrot. Nhưng mà đây là trọng âm thứ nhất, cho nên mình đọc là carrot, right? Yeah. Cái này cô sẽ đi sâu hơn khi mà mình học ở trên Khan Academy nhá. Thứ tư ấy, từ hàng tuần ấy. Nào các bạn nào, tiếp tục là mình có từ carrot đúng không nhỉ? Dành cho những bé nào chưa biết nha thì mình đọc đây là củ cà rốt đó nha, mình sẽ đọc nó là carrot như là chị An Nhiên vừa đọc nha. Right, the next one we have một cái món thực sự là có thể là cuốn hút các bạn. Nào xin mời bạn Phạm Khánh Ngân lớp 1A1 nào. Nào, cô xin mời bạn Phạm Khánh Ngân nào. Đây cô bấm ask to unmute, con bấm mở nào, con bấm đồng ý nào. Good evening. Yes, can you read out of this word for me please? What? Chicken. A chicken. Mình đánh vần như nào nhỉ? Mình đánh vần để viết cho các bé như nào nhỉ? C. H. Yes. I. Rồi, tiếp tục nào, next one. C. Good job. K. E. N. Ok nào, bây giờ con sẽ dạy con đánh vần nhá. Tiếng Việt cũng thế thôi, cũng có sự đánh vần đúng không? Thì trong tiếng Anh cũng có nào, có âm E. Nào, eek, tick. Ok, cái chữ này bỏ chữ e đi, e cầm đọc là khẩn, ân đúng không? Âm này là âm ân mà nối với chữ k là gì nhỉ? Khẩn, right? Chicken, right? Oh, now one more time để nhìn nhá. Cái đẹp là đúng không? Con đọc cho các con, cho các bạn là cô viết to lên nhá. We have đúng rồi. E. Đúng không? Tick. Mình có âm tiếp theo từ này đúng không? Mình có chữ e cầm. Chữ e là không đọc lên đấy. Cái chữ n này đọc là được chưa nhỉ? N nối với chữ k đọc là ken. Right, chicken, right, good job. Chicken, nhưng mà tại vì là chỗ này là trọng âm nhất cho nên đọc là chicken nha nhỉ. Here we go. Rất là khó để cho những bạn nào mà không học đều vào thứ tư có thể hiểu được cái cách dạy này, nhưng mà các bạn cố gắng học đủ 2 buổi nhá, để hiểu trong lúc mà cô dạy các bạn đánh vần nhá. Rồi sau này các bạn nhìn bất cứ một từ nào các bạn đều có thể phát âm nó, hầu như là như thế, chỉ bằng cách các bạn học đánh vần thôi, right? Có rất nhiều các cái công thức. No. Ai vẽ cô kìa. Now next one, who can. Ai có thể đọc cho cô từ này nào? Nguyễn Đức Phong nào. Yes. Yeah, so can you spell this word for me first? Spell it. Coconut. Okay, spell it, please. Okay. Bạn này bạn còn đọc phonics cho cô luôn rồi. Coconut. Yes, good job. Coconut. Học theo Khan Academy cô dạy đánh vần mấy lần rồi, bây giờ mình mới nhớ ra đúng không nào? Thì còn đánh vần các chữ cái để cho các em bé cùng viết nào. C O C O N U T. Oh, coconut. Coconut. Good job. So how old are you, Nguyễn Đức Phong? 5 years old. I'm 6 years old. Sorry, I'm 6 years old. Ah, you 6 years old, and do you have Khan Academy Kids on your phone? Yes. Okay, good job. So, is this helpful or not? Nó có hay không? Nó có hữu ích với con không? Yes. Yes, good job. Và cô rất hy vọng là sắp tới học sinh của cô cũng đều được như Nguyễn Đức Phong, đúng không nhỉ? Đây là cái cô hướng đến. Thank you. Thank you so much, Nguyễn Đức Phong. Right, next one. We have a coconut. Vừa nãy Đức Phong đã đánh vần cho các bạn rồi, kể cả phonics Đức Phong cũng chưa cần cô hướng dẫn, Đức Phong đã làm được rồi, rất là tốt. Now, who can read out loud 3 words here? Cả 3 từ là who can read out loud 3 words by the right pronunciation. Pronunciation, right pronunciation. Bạn nào có thể đọc to 3 từ vừa học xem nào. Who can? Nào, Nguyễn Khang. Cái gì Nguyễn Khánh gì nhỉ? Đây này, cô đang Nguyễn Khánh Trang hay Nguyễn Khánh gì đây? Con mở mic đi. Bạn áo trắng ấy, đúng rồi, chính xác. Good evening. Good evening, teacher. So, what is your full name? Nguyễn Khánh Trang hay là gì nhỉ? Nguyễn Khánh Trang cô. Okay. So now, can you read out loud for me the words here? Đọc cả từ nào. What is this? Carrots. Carrot. Okay, good. Next one. Chicken. Good job. And the last one here. Coconut. Okay. Nghe thì có vẻ là khác nhau, giống nhau nhưng mà thực chất là rất là khác nhau nhá. Vừa rồi Trang đọc là coconut. Đấy. Coconut, đúng không? Nhưng mà trọng âm thì cái từ này nó là trọng âm nhất, được chưa nhỉ? Mình đọc coconut. Trọng âm nhất, mình đọc mạnh ở chữ cái đầu tiên. Âm đầu tiên là coconut, right? Okay, thank you Trang. Good job. Next one. Cái từ này thì dễ rồi. Who can? Quả gì? Quả gì ta? Ngô Nguyên Khang nào. Rồi. Yeah. Oh, good evening. Đây là quả trứng. Quả trứng đúng không? Quả trứng đọc là Egg. Nào Khang đọc cô nào. Egg. Theo đúng quy định mình đọc luôn. Egg. Oh my god, it's egg me. Hoài Anh. Oh, why can you write out like this? Egg. Yes, egg. Right, egg. Mình đọc nhanh giống cái từ egg ấy. Ok, Thanh Thảo với cả Hoài Anh thì cũng hay lắm này. Các bạn viết hẳn là egg luôn cho các em bé đọc đây. SG luôn. Trời ơi, cái lớp này. Nào đúng rồi, còn tiếp tục nào. Khang đọc cho cô nào. Ô, Khang đâu nhỉ? Khang bị bay đi đâu mất rồi? Khang bị tắt mic rồi. À, Khang tiếp tục đọc cho cô nào. Khang lớp mấy nhỉ? How old are you? Lớp 2 ạ. You are 8 years old. 8. 8, ok. 8 thì chắc chắn là biết từ này rồi. Con đọc tiếp cho cô nào. What is this now? SOS. Thế có SOS không? Nguyên Khang bây giờ có muốn SOS không? Để cô hỗ trợ bạn khác nào. Có hỗ trợ Nguyên Khang nào. Bây giờ nếu mà Nguyên Khang thấy khó đọc thì Nguyên Khang kêu SOS cái để cho ở dưới các bạn comment cách đọc cho con mà. SOS. SOS. Ok, nào bây giờ Nguyên Khang đã có LOS rồi, thì các bạn đọc cho cô từ này là bạn nào who can là giơ tay nào. Ok, Vũ Anh Huy rồi, Võ Minh Khang đi xem nào. Nguyên Khang không trả lời được thì xin mời Võ Minh Khang nào. Võ Minh Khang nhỏ nhỏ xinh xinh nào. Yeah. A fish. Ok. Thế bây giờ Võ Minh Khang đọc lại cho Minh Khang nào. Cô nữa con. Fish. Nào Nguyên Khang đọc lại nào. Fish. À, ok, đây cô sẽ dạy con cách đọc nha. Ôi, đây mở lại mic cho Minh Khang đã xem nào. Minh Khang mở mic nào. Mình có âm. Đúng không? Fish. 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 Good job. We have fish. 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 Ish, ish. Mình đọc liền nhanh lên. Fish, fish. Rồi, lần sau là bạn nào mà không biết làm thì cứ SOS nhé. Ở dưới các bạn biết nhiều lắm. Các bạn hỗ trợ cho. Thank you Minh Khang và Nguyên Khang. Okay, next one we have. Mình có quả trứng rồi đúng không? Rồi, mình có egg, mình có fish. Rồi, hai cái thứ này dán lên thì cũng đều ngon. Thế tiếp tục có gì đây? À, cái thứ này cũng là một thứ đồ chiên nữa. Các bạn biết là cái gì không? You know what? Đây. Fries. Fries. Nhăm nhăm. Minh Khang đang nhăm nhăm rồi. Minh Khang đang nhăm nhăm hết rồi. Yes. Fries. 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 Ok. Fries. Khoai tây chiên đúng không nhỉ? Who can read out loud this word for me please? Who can? Ôi Đức Phong rất là hùng, rất là mạnh luôn, rất là mạnh mẽ đọc luôn. Để cô mời Đức Phong lần nữa nào. What is here? Right. À, fried. No, it's not. Fries. Fries. Ah, yes, it's fries. Tại sao lại là fries nhỉ? Số nhiều này nhiều quá. F R I E S. Fries. Yeah, fries. Nhưng mà con biết tại sao mà người ta lại để thành danh từ số nhiều này không? Yes. Why? It's so nhiều. Ah, okay. You look at the picture here and we see that there are many thêm s. Đúng rồi, đúng không? There are many potato sticks here, so it's the pronouns. Đây là cái danh từ số nhiều đúng không nhỉ? Pronouns, fries, good job. Fries. Tiện thể thì tiếp tục là cô Tiên Dương Nguyễn Đức Phong nghe đọc nốt cho cô 3 từ luôn à. Egg, fish, egg, fish, fry, egg, fish, fries. Fries, okay. Egg, fish, fries. Good job. Egg, fish, and fries. And now, thế bây giờ con tưởng tượng là một mâm cơm mà cô buổi tối hôm nay rồi. The dinner, đúng không? The dinner, we have egg, we have fish, and fries. Is this delicious or not? Yes. Thank you. Nếu mà bữa đấy cô hỏi Đức Phong là nếu mà bữa cơm tối hôm nay mà có trứng này, có cá và có cả khoai tây chiên nữa thì có ngon không? Đức Phong yes, yes. Yummy. Yummy. Ok. Good job. Thank you Đức Phong. Học sinh này khá hay rồi, cô sẽ lưu ý Đức Phong nha. And now, next one. Nào bây giờ ăn hết từ đỗ cho đến bánh mì, cho đến bánh ngọt rồi, gà, quế rồi là trứng, cá, các cái chiên thì bây giờ mình phải quay lại với tất cả những cái đồ healthy đúng không? Rồi, đồ healthy. Đồ rất là healthy nào. Bây giờ bạn nào mà chưa biết viết bạn viết từ vào nha. Rồi, rất tuyên dương. Bảo Trang lớp 2 thấy đang viết bài. And now. À rồi, Võ Minh Khang là ở nhờ sân lớp mình nhiều Khang thế nhở? Yeah, we go. Minh Khang. Fruit. À, fruit. Đúng rồi. Thế nếu mà giả dụ mà mình để cho các bạn nhỏ hơn viết từ này thì con đánh vần cái từ này theo chữ cái như nào nhỉ? Chữ cái. Chữ cái trước. F. F R U I T. Good. Fruit. Nào thế bây giờ đánh vần theo phonics mà cô hay dạy vào thứ tư thì nó sẽ đánh vần như nào? R. Fur đúng không? Fur. Fur. Đúng rồi, tiếp tục. I. I. Fruit. 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 Right? Ui mà. Ui. Đây cô sẽ viết như này. Nếu mà viết chuẩn phiên không? Đây. Trời ơi. Ok. À, tiếp tục. À. Eat fruit. Eat. Good. Good job. Đó, đấy là phonics và dần dần các bạn sẽ học được đến cái trình độ này nếu các bạn theo lâu dài và các bạn theo thực sự nghiêm túc thì chắc chắn là sẽ hiểu những cái gì cô vừa viết thôi. Những cái thứ mà thứ tư mình đang học là chỉ là những cái bắt đầu thôi. Ok. Nào, tiếp tục là thế bây giờ trong cái bộ sưu tập fruits này thì có cái gì đây hả Khang? Grapes. À, có grapes. Good job. Mình có gì nhỉ? Đánh vần cho một số các cái bé nhỏ của lớp mình viết bài nào. G R A P E S. Ok, it's G R A P E S. Ok, là theo phonics thì mình có gì? Girl. Wow. Girl, girl đúng không? Girl, girl, right? Yeah. Có từ gì nhỉ? Có a, có p đúng không? P, sau gì nữa? Có âm gì nhỉ? Is. Rồi đúng rồi. Grapes, 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 grapes. Good job. À nhiều bạn sẽ hỏi ô cô ơi cái chữ e này cô vứt đầu nhỉ? Là tại vì là ở trong tiếng Anh ấy cứ mà âm đuôi mà có cái chữ cái y này này thì cô sẽ đánh một gạch, có nghĩa là nó là âm cầm mà mình chỉ phát âm cái từ liền trước nó thôi. Grapes. Nhớ theo cô Ngọc để biết thêm nhiều mẹo phát âm nhé. Right. Next one là bạn nào đã biết cách đọc rồi nhớ comment cho cô nhá. Comment để cô kiểm tra xem là biết đọc rồi hay chưa biết đọc nhá. Chứ bây giờ mà cứ mở mic hết cho các bạn bảo là các con biết đọc chưa? Thế cả lớp sẽ con biết rồi. Thế là cái lớp nó thành cái trò đúng không nhỉ? Thì comment cho cô để cô biết nhá. Right, we have fruit. Trong bộ sưu tập fruit thì mình có cái quả nho là quả grapes. Rồi bây giờ mà ăn grapes với cả cái này thì cực ngon luôn. Ok, who can, who don't, do you know? Hồng Phúc. Hồng Phúc đâu nhỉ? Hồng Phúc, where's Hồng Phúc? Bây giờ cô, ai đã có thể đọc được nào? Cô xin mời bạn Thanh nào, Thanh này, Thanh đang viết bài ấy. Đây. Thanh hay Thành nhỉ? Có mẹ đang ngồi cạnh ấy. Yes, good evening. Good evening, Thanh hay Thành nào? Nào con dừng viết bài một chút nào, con nhìn vào màn hình cho cô nào. Ok, what's your name? My name đây. What's your name? What's your name? My name is Dũng. Tùng á? Dũng. Dũng. Oh, why you put the name Thành? Đây là nick của người khác à? Vâng. Quên đổi tên. Đây là học chung đúng không? Chung của máy đúng không chị? Vâng. À cái này của Hôm qua thì Dũng hôm qua để lại. Okay, now so, now look at this. Can you spell this for me please? Con đánh vần chữ này cho cô, là nhiều các em đang đánh vần. Con không thích ăn kem, cô thích ăn kem đây mà. Đây, cô em đánh vần cho cô đi. Con đánh vần, con thuộc bài. Con đánh vần là I'm sorry for this. Me. Student calling me. Có một bạn đang học nè, có một bạn 9 giờ học cho nên bạn ấy gọi cô trước. And nào, nào, tiếp tục nào. Ice cream đúng không? Con đánh vần cho cô từ này nào. Hơi nhiều chữ cái một chút. Đâu rồi? Nhớ đâu tắt mất mic của bạn rồi. Đặt thì Đặng Ngọc Như Ý nào, thấy đang múa cái gì đây? Không sao, khởi động chân tay tí nào, không sao hết. Đây, here. Ice cream. Đúng rồi, ice cream. So now, can you spell it for me, please? Con đánh vần cho cô nào. I-C-E-C-R-E-A-M. Good job. Nào, bây giờ để có thể đánh vần được cái từ này, làm sao mà để đọc được ấy. Mình lại tiếp tục nào. Ice. Cơm đúng không? Ice. Ice. Ok. Curl. 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 Chữ E với chữ A là chữ I. I. Âm I. Curl I. Đọc là gì? Cream. Đúng rồi, cream. Good job. Con thuộc rồi. Dạ. Cố gắng nha. Học đâu mấy buổi là thuộc ấy mà. Cô chỉ thương mấy bạn mà kiểu ôn thi xong không học được cái xong thì không biết cách để mà luyện tập đọc thôi. Tiếp tục. Như Ý luôn nó cho cô nào. Juice. À, juice à? Juice. Đọc như nào cho chuẩn nào? Juice. Đúng rồi, là bây giờ con đánh vần cho cô nào. G U I C E. À. G U I C E. Đợi cô một chút. Thế bây giờ nhá, mình đọc đánh vần như thế nào nhỉ? Đọc làm sao mà để đánh vần được âm nhỉ? Mình có âm gì nhỉ? Giật. À, con nhớ cái câu chuyện jam in the vat. Hôm thứ tư mình có bạn gấu nấu mứt ở trong nồi, xong thì các bạn hiểu lầm nào là thịt xông khói hay là xúc xích không? Nhớ. Đúng không? Đúng rồi, nhớ là có cái từ jam in the vat đúng không nhỉ? Jam này, xong thì có bạn hiểu lầm là ham này, có bạn hiểu lầm là gì này? Nham đúng không? Đây, cái từ này là giật. Giật. Cô ơi, cháu mới học buổi đầu tiên nên chưa biết cách đọc. Vâng ạ, tại vì là ở trong, nếu mà bạn có thể xem lại các clip ở trên YouTube nhá, đúng không nhỉ? Cả lớp mình cũng thế, lên YouTube xong thì gõ cụm là Pantado là sẽ có chuỗi các cái buổi học mà đã được quay lại của cô Ngọc nhá, để mình có thể xem thứ tư, cứ xem vào các cái lịch thứ tư, cái buổi chẵn xen kẽ nhau là mình sẽ có cái buổi học phát âm ạ. Đó, ok. À, Minh Khang, cô cảm ơn. Cô rất cảm ơn Minh Khang. Rồi, Minh Khang đã chia sẻ cả video luôn. Now, so we have jam, có chữ j, đúng không nhỉ? Mình có gì nhỉ? Ui, đúng không? Cô vẫn viết rồi. Ui. Ok. Chữ này đọc gì? Cờ E đọc là mẹ ơi, thằng cu qua phòng của con ngoài. Juice. Good job. Rồi nha. Nhớ nha, juice. Thì thường bây giờ các bạn có thể biết cách đọc là cái âm này đọc là gì? Ui, đúng không? Ui đúng không? Ui. Chữ C với chữ Y đọc là S, được chưa nhỉ? Và cái chữ cái J. Ok. Rồi nào, rất cảm ơn lớp. Lớp mình toàn trợ giảng. Rất là nhiệt tình. Rồi nào, cảm ơn nha. Tiếp tục nào. Thế bây giờ Đặng Ngọc Như Ý đọc luôn cho cô 3 từ để cho các bé ở dưới đọc theo nào. We have fruit. Đọc nào, fruit. Good job. Grapes. Grape. Grapes. Okay, good. Ice cream. Good job. And now we have juice. Good job. Thank you, Đặng Ngọc Như Ý. Trà. Không uổng công cô Ngọc 1 tháng trời rằng dẵng dạy các bạn về phonics. Bây giờ nó cũng có một số những cái tiến bộ nhất định đây. Nào, tiếp tục nào. Thế bây giờ mình còn rất nhiều các cái từ nữa, nhưng mà thời gian thì nó không cho phép. Vì vậy là mình sẽ thế nào nhỉ? Đến phần bài tập một chút nhá. Trời, từ trưa nhỉ? Úi dồi ôi. Hân, gì cứ. Hân vừa, gì cứ. Ok, các bạn nghe một chút về cái này nhá. Để hôm sau, bài này mình sẽ học trong 2 buổi. Thứ hai, có nghĩa là buổi thứ hai ngày hôm nay và thứ hai tuần sau. Thì bây giờ mình sẽ nghe một chút chưa nhá, để mình làm bài tập để xem là những cái từ vừa rồi các bạn đã nhận biết được chưa nhỉ? I am a long vegetable. My skin is orange. My hair is green. What am I? Okay. What am I? I am a fruit. Oh, Thanh Mai had got the right answer here. Thanh Mai rất tốt. Nào, Thanh Mai say đi the carrot. So now, another question. Các bạn muốn nghe lại không? I am a long vegetable. Yeah. I am a long vegetable. My skin is orange. My hair is green. What am I? What am I? So, trong đoạn vừa rồi có 3 gợi ý cho các bạn nhá. I am a long vegetable. Chúng tôi là một cái loại rau củ dài, đúng chưa nhỉ? My skin is orange. Skin là gì? Cái vỏ ngoài, hoặc là mới là người, động vật thì gọi là cái làn da. Còn nếu mà nói về thực phẩm hay là đồ vật thì người ta gọi đây là cái vỏ bên ngoài. The skin is orange and the hair. The hair here, the hair có nghĩa là cái nhú ở trên đầu ấy, màu xanh. Yeah, it's a carrot. Thank you. Các bạn nhớ nghe nhá, nghe phân tích nào. What am I? Tớ là củ cà rốt. Very good. Very good. I'm a carrot. I am a carrot. Next one là mình nghe thêm 2 từ nữa nào. I am a round fruit. My skin is very smooth. I can be red or green. Okay. What am I? Cái phần này khó hơn một chút. Nghe lại một chút nha. Once again. I am a round fruit. My skin is very smooth. I can be red or green. Okay. What am I? Minh Khang à? Okay. Như Ý à? Thanh Mai, Ngân, ok, Khánh Ngân, rất nhiều các bạn. Ok, nào các bạn phải nhớ đến cái chi tiết thứ 3 khi mà người ta nhắc đến nhá. Ok, I am the round fruit, một cái thứ quả thế nào? Hình trụ đúng không? Hình trụ này. Ok, the skin is smooth. Rất là mượt mà đúng không? Rất là mịn đúng không? Mịn rồi. Ok, mịn. Vỏ nào mà mịn nào, quả nào vỏ mịn nào quả trứng. Nhưng mà cái dữ kiện thứ 3 nói gì? I may be green or red. Thế là quả gì nhỉ? Yes, I'm apple. Chính xác, dành cho những bạn đã có thể lưu cho cô đó là phương án apple. Thì đây, here we go. Thank you. Yes, yes. Great. I'm an apple. Yes, I'm an apple. Now, so, nghe nốt một cái nữa nha. I am a big fruit. My skin is brown and hairy. Inside, I am white. There is lots of sweet milk in me. What am I? Really? Đã có 2 luồng đáp án. Có bạn thì bảo egg, có bạn thì bảo coconut, có bạn bảo cake. Có bạn chắc là các bạn sẽ nghe được từ sweet này đúng không? Nghe lại một lần nhá. Once again nào. Ui, cái lớp mình giờ này nó phân hóa quá nhờ. Bất đồng quan điểm đấy. I am a big fruit. My skin is brown and hairy. Inside, I am white. There is lots of sweet milk in me. Có rất nhiều bạn What am I? Rất nhiều bạn bảo coconut, ít bạn bảo coconut và có một bạn bảo banana. Bánh mì. Ôi trời. Nào các bạn nghe được gì nào? Gợi ý nha. Okay. I am a big fruit. My skin is brown and hairy. Inside, I am white. There is lots of sweet milk in me. Nào, What am I? Vẫn rất cãi nhau. Bạn bảo egg, bạn bảo coconut. Ái chà. Nào bây giờ cô sẽ chia cái bảng làm đôi. Được chưa? Bây giờ cô sẽ chia cái bảng làm đôi. Cô chia cái bảng làm đôi nha. Rồi nhỉ, cô sẽ chia bảng. Rồi, ok. Bây giờ cô sẽ kẻ cái bảng làm đôi này. Bên này egg egg. Được chưa? Bên này bên egg, bên này là bên coconut, được chưa nhỉ? Nào. Bạn nào bên egg gạch một gạch, bạn nào bên coconut gạch một gạch cho cô, nhanh lên. Nào, tất cả đều gạch lên nào. Nhanh lên. Đáp án. Nào, team coconut có vẻ là nhiều người hơn. Nào, bạn nào, nhanh lên nào, cô có thể thấy nào. Ôi, nhiều quá. Vừa nay thấy egg hùng hổ lắm cơ mà. Đâu hết rồi? Đâu, con gạch một gạch nào. Con ơi, con không vẽ được hết đấy con ạ. Vẽ đi, lấy cái bút vẽ vào nhanh lên. Vẽ vời nhanh lên, lấy cái bút ở chỗ này này. Rồi con gạch nào. Bạn nào đáp án egg, bạn nào đáp án coconut, nhanh lên. À, thế là cái chương trình ngày hôm nay là cái team egg hình như là đang yếu thế vậy. Ở đâu vậy cô? Cô cây bút ở đâu? Nó ở thanh của các con mà, nó ở bên tay trái ấy, là có bộ thanh công cụ này, có cái hình cái bút chì ở cái nút thứ hai này. Đầu tiên là mũi tên này, sau đó là cái bút chì này, con bấm vào đây là con vẽ được này. Chưa nào? Như ý vẽ cả tên lên bảo là tớ cho egg. Bên kia có ai đảm bảo coconut không? Ui, coconut đông đúc quá, trời đất. Nào rồi, thế bây giờ chờ mình xe lên để mình xem nhá. Cãi nhau kinh quá thì thật sự luôn, lớp cạnh tranh nào. Thế bây giờ thử bấm coconut nhá. Excellent. I'm a coconut. Ok, gợi ý này, vừa rồi người ta nói thế nào nhỉ? Big fruit, một cái quả nó rất là to đúng không? Một loại quả to. Màu nâu. The skin is brown and hairy. Hairy có nghĩa là kiểu nhiều lông như rậm đây này. Đây đấy. Nhiều như cái sơ ấy. Sơ ở ngoài đó, sơ dứa. Đó. Và sau đó là có một cái dữ kiện rất là quan trọng, đó là milk inside. Sữa ở trong. Ok. Thì nó là cái gì? Nó là nước dừa thôi. Chứ nó cái gì đâu. Nhiều bạn nghe từ sweet cái thì nghĩ nó là là cái bánh. Nhiều bạn nghe được từ sữa milk cái là nghĩ ngay là cái hộp này. Đúng không? Có bạn thì nghe từ inside cái là nghĩ là có cái gì đó ở trong, là chắc chắn là quả trứng rồi. Đấy, thế là nhiều khi là mình cũng lẫn, đúng không nhỉ? Thank you cả lớp nha. Từ hôm nay mình chỉ nghe 3 từ, tại vì là mình thế nào nhỉ? Mình chưa học hết tất cả các từ, mình chưa thể nào mà chơi nốt được cái trò này, đúng không? Thì hẹn các bạn là đến thứ hai chúng mình sẽ học nhanh hơn, đúng không nhỉ? Và sau đó thì mình sẽ làm hết bài tập này nhá, cũng như là một số các bài tập tương tác khác ở trên lớp của mình. And now, I don't want to say this, but it's really the end of the time of the class today. So now we need to say goodbye to the class. You need to brush your teeth, hey, and wash your face and go to sleep. Trước khi các bạn mà đi đâu đó thì các bạn đi ngủ, các bạn phải đánh răng rửa mặt nha. Sau đó đi ngủ sớm, tại vì sắp đến các cái kỳ thi rất là quan trọng của các bạn rồi. Không thức khuya để làm bài, không thức quá khuya để chơi, hay là không thức quá khuya để xem điện thoại đâu nhá. Cô nhắc một lần nữa đấy nhá. And now, bye bye and see you on thứ mấy nào? On nào? On Wednesday. Good job. And now I will open all the microphone here. Say goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye teacher. Được các bạn, các bạn từ từ nha. Goodbye.